Hôm nay Mỹ Tho Laptop tiếp tục bàn giao một thùng PC về chợ gạo cho khách hàng nha các bạn. Bộ máy phục vụ hầu hết các công việc cơ bản, đồng thời xử lý chơi game và đặc biệt là anh ấy chơi game thêm Audition nha. Bộ máy này nhân viên của Mỹ Tho Laptop sẽ hỗ trợ lắp ráp, bàn giao, cài đặt phần mềm tại nhà cho các bạn luôn. Thì với cấu hình là Core i3 đời thứ 9, 9100F đi kèm RAM 16GB Max Option, HDD 240GB và card màn hình RTX 1650. Super thì sẽ hỗ trợ cho các bạn là chơi được những cái thể loại game như là FIFA Online 4, đột kích, Liên minh huyền thoại rất là vượt mà nha. Thì Mỹ Tho Laptop sẽ hỗ trợ bảo hành 1 năm phần cứng cho thùng CPU và 2 năm phần cứng cho màn hình LCD đến từ thương hiệu HKC75HZ nha các bạn. Thì sau khi các bạn mua trọn bộ thì Mỹ Tho Laptop sẽ tặng kèm các bạn là bàn phím và chuột gaming. Khách hàng có mua thêm một cái dàn loa Bluetooth thì hỗ trợ chơi nghe nhạc không dây hoặc có dây đều rất là thuận tiện. Đây chỉ là một trong những rất là nhiều cái cấu hình mà Mỹ Tho Laptop đang xây dựng để phù hợp với các bạn game thủ cũng như là các bạn muốn xây dựng bộ máy học tập làm việc, cần máy tính PC gaming hoặc là PC làm việc văn phòng thì đến ngay Mỹ Tho Laptop nha.